Rồi, chúng ta quay lại nào. Thì ở trong video trước của chúng ta đã làm về cái phần component rồi. Thì ở trong video và cũng như session lần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu gọi là những cái phần còn lại dư thừa của cái component. Thì nếu mà bạn nào chú ý từ những video đầu ấy thì mình cũng đưa ra cái struct của khóa học vừa có nghĩa là các cấu trúc khóa học rồi. Và mọi người thấy là nếu mà tính theo session thì session này chính là section thứ 8, thứ 9 đúng không nhỉ? Đấy, và nó cũng chính là cái section liên quan đến Advanced Components. Tức nghĩa là về những cái kiến thức nâng cao về component. Nhưng theo cá nhân mình nghĩ thì cũng kiến thức này mình nghĩ là mọi người chỉ cần nắm chắc những cái phần trước rồi, thì những cái phần này nó cũng chỉ là gọi chỉ là logic hóa của những phần trước thôi nhá, chứ nó không có gì gọi là quá khó đâu. Còn nâng cao thì cũng nói nó cũng hơi gọi là hơi 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 quá hơi quá vấn đề. Rồi, thì ở trong session này thì mình sẽ tạo luôn một cái empty project nhá. Và cái project này cũng sẽ áp dụng từ cái session này cho đến session sau. Có nghĩa là session sau, session liên quan đến thực hành đấy. Thế nên là chúng ta sử dụng và chúng ta tạo lại. Thì để mà tạo lại thì mọi người một cứ vào command thôi, mà mọi người vào thôi. Ở đây mình sử dụng luôn cái command của cái thằng git nhá. Ở đây mình sẽ cho to ra cho mọi người xem lại này. Bạn nào mà không thích thì có thể xem lại. Option đúng không? Text. Ok. Đấy, thì ở đây chúng ta tạo thôi. Chúng ta bằng vu này. Các bạn chỉ cần kiểm tra bằng vu thôi. Nó cũng hướng dẫn các bạn sẽ nên tạo những gì nhá. Đấy, hoặc là vu hai gạch hép kìa. Để mà biết thêm chi tiết. Ở đây chúng ta không cần, chúng ta dùng rất là nhiều rồi. Nên là không cần cái này nữa đúng không? Các bạn đặt tên đi, ví dụ ở đây mình cho là learn what. Rồi chúng ta cho cái view client nó download tất cả những file cần thiết về. Thì đây cái đặt tên project thì rõ ràng là chúng ta đặt tên giống thôi. Project name learn project, cái này thì project this is my project from my YouTube channel. You can see it from any web browser. Ok. Đó, thế nữa là sky on bird. Ngùa ngầu tí đi, không có này. Sử dụng SAS. Rồi, thì bây giờ nó sẽ bảo chúng ta, đấy là chúng ta vào trong cái folder đấy. Ok, mình sẽ vào thôi. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ lại npm install. À, rồi chúng ta cho nó cài đặt. Thì cái tại sao mình đã lên word, bởi vì là cái trang này chúng ta sẽ làm về cái việc đấy là ok, chúng ta tiếp tục lại nhá. Mình vừa có cuộc điện thoại với cũng chả sao, chúng ta chờ luôn cái việc cài đặt mà. Thì chả hiểu sao cái việc cài đặt của cái thằng view cài lên này nó rất là lâu nhá. Thế nên là tiện cuộc điện thoại luôn, chúng ta cũng chờ luôn. Và bây giờ tiếp tục này, thì khi mà nó cài đặt xong rồi thì chúng ta chạy cái dòng chữ này thôi, đó npm run deep. Rồi thì chúng ta sẽ npm run deep. Đấy. Chờ cho nó chạy nhá. Đấy. Rồi như vậy chúng ta đã chạy thành công rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái vai rùa chúng ta lên. Các bạn làm một cái nào cũng được nhá. Không cứ nhầm 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 nhọt nhầm nhọt nhầm nhọt. Ok, folder learn what select. Ok, bây giờ mình sẽ mở này lên. Bây giờ chúng ta chạy bằng cái này. Bây giờ sẽ là npm run deep. Chúng ta tắt cái thằng này đi. Rồi. Thế giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái thằng thành phần liên quan đến component. Chúng ta đã tạo ra một cái thằng ví dụ như là một cái các đúng nhỉ, một cái các để thêm cái từ mới đấy vào và một cái câu liên quan đến cái từ mới đấy đúng nhỉ. Thì cái chỗ này chúng ta sẽ sử dụng đấy là trong cái các đấy chúng ta sẽ có một cái thẻ H và một cái thẻ P. Thẻ H thì sẽ là để chứa cái từ mới đấy, còn cái thẻ P của chúng ta thì sẽ là chứa cái câu đấy nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại đây. Và trong phần src mình sẽ tạo ra một cái folder là components.
Không nhỉ? Rồi. Và trong này mình sẽ tạo ra một cái file. À, đấy là khác nhỉ? Khác.view. Ở trong này chúng ta cũng tạo ra một cái template như bình thường thôi, một cái template, một template như bình thường thôi. Template. Rồi và trong này chúng ta sẽ tạo ra, các bạn nhớ là phải có một cái element root nhá. Cái này là học từ cái video trước rồi đúng không? À, trong này chúng ta sẽ có một cái thằng thẻ H2 đi. Làm công việc đấy là từ mới, ví dụ như mình không biết cái từ từ nào đó, từ kha đi, mình không biết từ kha nhá. Đấy. This is my car. Rồi chúng ta Ctrl S lại. Rồi, thì bây giờ chúng ta xuống những cái script này thì chúng export default này, ok. Và thêm thằng style nữa. Style với scope. Rồi và thằng style với scope này chúng ta thì với thằng div, mình sẽ div thì đầu tiên mình sẽ có cái border nhá. Chúng ta sẽ có border bằng 1 pixel, làm cho đẹp tí đi, solid. Đây là chúng ta tưởng tượng trước, còn các bạn này thực ra thì box shadow cho nó thêm tí bóng nhá. 1 pixel dưới 1 pixel trên độ rộng này. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có màu thì sẽ là RGBA. Mình sẽ sử dụng đấy là 0 này, 0 nốt này, ok. Không nốt này. Wow, vi diệu vậy. Và thằng này sẽ để là 1.6, hợp lý đấy. Rồi tiếp nữa là ở chỗ này chúng ta sẽ có đấy là padding. Padding bằng 30 pixel. Margin cũng sẽ bằng là 30 pixel, 20 pixel cũng được. Auto. Tiếp nữa là text align bằng center. Ok, bây giờ trong phần app này chúng ta này thì chúng ta sẽ xóa toàn bộ mấy cái thằng trên này đi nhá. Chúng ta xóa toàn bộ mấy cái thằng trên này đi. Trong thằng style này cũng thế, trong thằng style này cũng không cần. Trong thằng này cũng thế, không cần. Rồi, chỗ này thì mình sẽ tạo ra một cái chúng mình sẽ import thằng cat vào trong thằng app, sẽ là import. À chết. Sáng nay mình làm sát nhiều quá, bây giờ loạn rồi. Import. Rồi chúng ta sẽ để đây là cat from thằng này sẽ là từ thằng nào đây, component đúng không? Component, cái này phải chú ý nhá, sẽ là khác đúng không? Tốt nhất là cứ khác vui cho mình. Mình đã khuyên rất là nhiều rồi, còn tùy các bạn thôi. À. Rồi, còn việc đặt component thì các bạn đặt theo kiểu nào cũng được nhá. Đấy, các bạn đặt theo kiểu nào cũng được thôi, tùy các bạn. Mình đặt theo kiểu app, mình hay đặt theo kiểu lười lười, mình tính mình cũng lười mà. Đấy, sẽ là app và khác. Đấy, và mình sẽ lấy cái từ thằng cat kia. Rồi, bây giờ mình sẽ mang lên trên thằng này nhá. Tí giờ nó sẽ bảo là, cái này nó bảo là component cat.view. Div.cat from component. À đây. Thiếu thư mục root. Ok, ở chỗ này mình sẽ div.container và một thằng là div.row. Div.column đi, đúng nha. Column gạch ngang xs gạch ngang 12 đi. À, sau đó mình sẽ cho thằng này sẽ là app gạch ngang cat, đúng nha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ phải qua trình duyệt một chút để mình lấy cái thằng Bootstrap 4. Đấy, nó ra đấy, nhưng bây giờ mình phải qua mình lấy thằng Bootstrap 4 nhìn cho đẹp, cho nó cool ngầu nhá. Đây. Copy. Để vào trong thằng index ấy. Chứ có phải làm gì đâu. Copy thằng dưới này nữa.
Rồi, cả cho nét lại. Rồi, tắt đi. Bây giờ chúng ta ra ngoài trình duyệt, thưởng thức. Ok. Sao vậy ta? Sao tự nhiên nó có một cái đoạn này này? Column bằng 12 app. À ừ, đúng rồi. Đấy nhá, cái đoạn này này, cái đoạn này chúng ta này thì rõ ràng chúng ta mới chỉ là padding thôi. Đấy. Chúng ta sẽ cho y bằng 100%. Ủa? Sao vậy? Có bị sao vậy? Cho nó kiểm tra CSS chút nào. Ủa? À, thằng cái thằng đây này, cái thằng XS này ở Bootstrap 4 là nó không dùng. Thế nên là chúng ta sẽ không dùng được thằng XSM2, mình quên mất. Thì giờ các bạn thể dùng thằng thằng màn hình nhỏ nhất là thằng SM đúng không? SM. Đấy, ok, như vậy là ra thành 12 đấy. Khổ. Nhá, đấy thì rõ ràng trên này chúng ta là từ này, dưới này sẽ là một cái câu nhá. Ok, như vậy chúng ta xong. Đấy, thì cái video này chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ chỉ là thiết lập thôi đã, thiết lập rồi cài đặt mấy cái linh tinh rồi đã. Cái này thực ra là mấy cái video trước rồi nhé, kể cả bạn không xem video này thì bạn cũng làm ra được như này rồi nhá. Nên là cũng không có gì cả, không gì đặc biệt cả nhá. Và video sau chúng ta tìm hiểu tiếp nhá. Video dừng ở đây thôi.